Xin chào tất cả các bạn, mình là Sơn. Và ở trong cái video này thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cái tool mà mình vừa mới viết ra. Thì có một cái vấn đề đó là thời gian mình dành để on Facebook rất là nhiều. Và mình muốn tận dụng cái thời gian mình on Facebook, mình có thể học được ngoại ngữ cũng như là học được một số thứ khác. Thì mình đã ngồi và viết ra một cái tiện ích mở rộng ở trên trình duyệt để giúp cho các bạn có thể học được. Ví dụ đây thì các bạn có thể nhìn thấy khi các bạn lướt Facebook này. Đó, đây là từ ní hảo, ní hảo ở trong tiếng Trung đúng không? Ok, thì đây, hay là từ này, từ xin chào trong tiếng Nhật này. Đó, nó sẽ chèn ngẫu nhiên vào giữa những cái đoạn text này các bạn. Có một vấn đề đó là mình nhận thấy đó là khi mà các bạn đọc những cái post của người ta ấy, những cái bài viết của người ta, thì các bạn rất là tập trung. Đó, các bạn rất là tập trung để đọc này. Tại sao chúng ta không tận dụng cái sự mà chúng ta đang tập trung đó, chúng ta chèn vào một cái kiến thức mà chúng ta cần học, ví dụ như là một từ mới chẳng hạn đó, hoặc có thể ở cái phiên bản sau ấy, cái phiên bản Pro thì mình sẽ làm thêm một cái chức năng, nó là ví dụ như là bức ảnh rất đẹp chẳng hạn. Bức ảnh rất đẹp, thì bây giờ nếu mà người ta đăng status là bức ảnh rất đẹp, cái từ rất này chúng ta có thể thay bằng cái từ very đúng không? Như vậy là chúng ta sẽ học được thêm thành bức ảnh very đẹp. Đó, như vậy là chúng ta sẽ nhớ được một cái từ đúng không, theo một cách word by word thôi. Đó là cái từ very này là từ rất. Đó, thì cái này nó cần đến machine learning. Ở trong những cái phiên bản sau hoặc là phiên bản pro mình sẽ chia sẻ cho các bạn. Ok, thì ban đầu thì chúng ta chỉ có là nó sẽ chèn vào một số những từ mới mà chúng ta cần học vào đây. Ngoài ra thì các bạn có thể ở đây có thể quản lý được từ của bạn, ví dụ các bạn thêm vào một cái từ này, ví dụ như là hello, nghĩa của nó là xin chào. Đó, thêm vào đó, hay chúng ta thêm một số từ nữa, ví dụ như là run chạy này, thêm vào go đi, đó sleep là ngủ, thêm vào. Ok, đây mình đã có một số từ. Và bây giờ các bạn cứ lướt Facebook thôi. Lướt, lướt. Đó. Các bạn chỉ ăn lướt Facebook cũng có thể học được. Đây là mình lướt một cách không có cái chú ý gì, nhưng mà các bạn lướt thì các bạn sẽ đọc những cái bài viết của họ đúng không? Rồi nó sẽ ngẫu nhiên nó chèn vào. Ở đây thuật toán mình hoàn toàn ngẫu nhiên nhá. Này. Xin chào này, hello. Ở cái đoạn trên mình đã vừa viết vào đây từ của bạn đúng không? Đó, các bạn cũng có thể để trống để nó hiển thị mỗi tiếng Anh thôi cũng được. Đó, chờ xem thêm là không có gì. Đây, cái này nó hoàn toàn ngẫu nhiên nhá. Đi go là ngủ, sleep chạy, run, đó nó hoàn toàn ngẫu nhiên, mình để random đây, mình random hết đấy. Đó, thấy chưa? Đó, thì đây là một cái tiện ích mà mình muốn giới thiệu cho các bạn, để các bạn có thể mà bạn nào cần học tiếng Anh này hay học bất kỳ cái gì thì có thể tải về sử dụng. Cái vấn đề ở đây là nó chạy trên Facebook nên là mình sẽ viết một cái extension. Nhiều bạn thì nghi ngờ, có thể là nghi ngờ hoặc là không tin tưởng đến cái extension của mình thì cũng không sao, bởi vì là cái phiên bản này thì mình viết do cho bản thân mình dùng đã, trước tiên là cho bản thân mình dùng, mình cần thì mình viết. Và ngoài ra thì mình cũng sẽ cung cấp cho các bạn cái, và các bạn có thể đọc số code hoặc một cách để kiểm tra xem là mình có request gửi thông tin đi đâu không trong cái quá trình sử dụng. Đó là các bạn có thể ấn F12 này, chọn vào cái tab network và lưu lại những cái thông tin ở đây, ví dụ như là bất kỳ một cái extension nào đó thì các bạn đều có thể mà impact được nó, hoặc là xem cái network của nó gửi request như thế nào. Đó, thì đấy là một số cái cách mà mình có thể chia sẻ cho các bạn nếu mà các bạn không tin tưởng về cái vấn đề trong số code mình có cái vấn đề gì, bởi vì nó đang làm việc trên Facebook, được chưa? Ok, thì đấy là một số cái vấn đề cơ bản thôi. Thì các bạn có thể tải ở trong ở dưới phần mô tả của video, hoặc là tải link ở đâu đó. Mình cũng xin giới thiệu với các bạn, đây là kênh YouTube của mình. Mình cũng có các cái khóa hướng dẫn về lập trình cũng như là hướng dẫn một số những cái viết cái extension như vậy. Đó, các bạn có thể theo dõi để mà cập nhật những cái gì mà mình đang nghiên cứu. Ở đây có trí tuệ nhân tạo, xử lý ảnh, nhận dạng ảnh, Python hay là C++ và rất nhiều cái khóa học khác. Đó, đây là kênh YouTube của mình.
Ngoài ra thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách cài đặt cái extension này. Thì bây giờ các bạn có thể truy cập vào như sau. Thứ nhất là trên cái mở tab mới trên trình duyệt này, gõ cái đường link là Chrome extension ở đây, ở Enter. Sau đó là các bạn bật cái chế độ là Develop Mode đó. Để vào cái này thì cũng đơn giản thôi, các bạn cũng có thể làm như sau. Vào đây này, setting này, à, vào More Tool này, đó chọn extension. Đó, các bạn cũng có thể bật chế độ Develop Mode lên. Sau đó các bạn wrap unpack cái file source code của mình. Ở đây source code của mình để ở trong cái thư mục này. Đây. Ok. Như vậy là nó đã load được cái source code lên rồi. Nếu mà các bạn thích thì các bạn có thể tắt cái chế độ Develop Mode lên hoặc bật lên cũng không sao. Được chưa? Và bây giờ thì mình sẽ sử dụng nó bình thường thôi. Đó, ví dụ như từ các bạn muốn học là hello này. Thêm vào. Cắt cái gì? Thêm vào. Đó, và bây giờ các bạn cứ lướt Facebook bình thường thôi. Được chưa? Có thể là nó sẽ cần nó chưa hiện ra nhỉ? Có thể là các bạn cần phải load lại cái trang này tí. Đó, các bạn load hoàn toàn bình thường đấy, các bạn nhìn thấy chưa? Nó đã thêm vào này. Hello what? Ở đây là mạng mình hơi lag nên sao không load được nữa này. Ở đây. Rồi, tại mình dùng 3G nên là mạng nó hơi lag. Đó. Được chưa? Cái extension của mình hết sức là nhẹ rồi, các bạn có thể đọc source code thì thấy mình code có vài dòng thôi. Này. Thế nên là các bạn yên tâm là cái vấn đề hiệu năng. Ok. Đó. Ok, cảm ơn các bạn.